Kính thưa tiến sĩ khoa học giáo sư Nguyễn Văn Mậu, chủ tịch Hội Toán Hà Nội. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Quý Ngộ, phó chủ tịch Hội Toán học Hà Nội. Kính thưa các đồng chí đại diện ban giám đốc của các sở được đào tạo các tỉnh về trường đại học. Kính thưa quý thầy cô là chuyên gia toán học, quý thầy cô dạy toán các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Kính thưa quý vị đại biểu và các em học sinh thân mến, lời đầu tiên tôi thay mặt cho lãnh đạo sở giáo dục đào tạo Đồng Tháp xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu, các em học sinh tham dự hội thảo về bồi dưỡng học sinh giỏi các chuyên đề toán học khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2013 do Hội Toán học Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp đồng tổ chức. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh, kỷ niệm thế kỷ 20 là chứng minh bước tiến vượt bậc và khám phá và làm chủ khoa bài phía trước là những thành phẩm khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành nền tảng của sự phát triển của các quốc gia, của quốc gia. Hơn thế nữa, những năm đầu của thế kỷ 21 này, chúng ta càng nhận thức sâu sắc vai trò và ý nghĩa quyết định của nền kinh tế tri thức, trong đó khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định mang tính sống còn cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người. Và các nhà khoa học chính là những người tiên phong trên hành trình đi lên còn nhiều khó khăn từ năm đó. Đối với khoa học, chính phủ đã phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển khoa học năm 2010-2020 với mục tiêu phát triển nền khoa học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt, nghiên cứu ứng dụng và giảng dạy về cả về số lượng lẫn chất lượng, tương xứng với sự tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2020, khoa học nước ta có thể sát vào ở các nước trên thế giới, đảm bảo cho khoa học Việt Nam đi vào xu thế phát triển và những tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền khoa học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Riêng địa phương tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo đã hết sức cố gắng phát triển bồi dưỡng nhân tài. Ngành đã có rất nhiều cố gắng trong việc phát triển học sinh có năng khiếu nói chung, năng khiếu toán nói riêng để bồi dưỡng, với mong muốn rằng các em trở thành nhà toán học có nhiều đóng góp cho khoa học. Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng với mức độ đầu tư của ngành, với mong muốn tạo ra một bước ngoặt cho việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi toán học, đồng thời tạo cơ hội cho cán bộ giáo viên hệ thống được học tập, trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia đầu ngành toán học. Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp phối hợp với Hội Toán học Hà Nội tổ chức hội thảo ngày hôm nay. Sự có mặt đông đảo của các chuyên gia toán học, các quý thầy cô giáo chuyên toán trong hội thảo hôm nay là niềm vinh dự, tự hào cho địa phương Đồng Tháp chúng tôi. Theo chương trình, trong thời gian hội thảo, các chuyên gia đầu ngành về toán và các thầy cô giáo chuyên toán sẽ trao đổi thảo luận về các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi tin rằng với nhiệt tình tham gia và sự am hiểu sâu sắc của các chuyên gia đầu ngành toán học, các thầy cô giáo chuyên toán sẽ có cơ hội lớn để nghiên cứu các vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán từ nhiều góc độ khác nhau. Những ý tưởng và kết quả thu được từ hội thảo sẽ góp phần mở rộng tầm nhìn, đem lại cảm hứng và nguồn tư liệu phong phú giúp cho từng trường,
từng địa phương tham dự đẩy mạnh và phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi cũng hy vọng trong những ngày lưu lại làm mắt, ngoài việc trao đổi chuyên môn, các thầy cô và các em sẽ có những giây phút thư giãn qua việc thưởng thức cảnh đẹp của du lịch Đồng Tháp nổi tiếng, thưởng thức những đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ và hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân Đồng Tháp, đất xéo đầu đỏ, xem hồng. Với tất cả ý nghĩa tốt đẹp đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo về bồi dưỡng học sinh giỏi và các chuyên đề có mặt bồi dưỡng học sinh giỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2013 do hội có mặt Hà Nội Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp phối hợp tổ chức. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc thầy cô giáo và các em học sinh, chúc hội thảo của chúng ta gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin chân trọng kính chào.